Bãi Dài, một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, nằm ở phía tây bắc của đảo Ngọc Phú Quốc, một điểm dừng chân lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước. Thực tế hiện nay, một số chủ đầu tư đang khai thác và can thiệp quá mạnh tay với Phú Quốc, khiến cho Phú Quốc hoàn toàn đứng trước nguy cơ mất dần những đặc trưng vốn có về sự đa dạng tự nhiên và sinh thái, khi mà Phú Quốc đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2006, được bao bọc bởi hệ thống rừng nguyên sinh với nhiều ao hồ, đầm phá tự nhiên cùng với hệ động thực vật đa dạng, bãi biển hoang sơ sẽ trở thành điểm đến duy nhất khác biệt tại khu vực này. Sự khác biệt đó không chỉ nằm trong hệ thống sản phẩm du lịch, các hoạt động nghỉ dưỡng mà nó còn được thể hiện trong sự giáo dục thế hệ trẻ về việc tôn trọng thiên nhiên và bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Bản giao hòa giữa con người với thiên nhiên được hình thành trên cơ sở khai thác và phát huy những giá trị tài nguyên hiện có hướng tới việc phát triển bền vững. Tiếp cận từ nhu cầu thực tế của con người hiện nay, với xu hướng con người luôn muốn được tìm tòi, khám phá, trải nghiệm, được tìm về với chính mình, tìm về nơi con người được sinh ra, được thiên nhiên che chở, được hòa vào trong không gian của thiên nhiên, cùng với nắng, với mưa, với tiếng chim kêu, tiếng suối chảy róc rách, nơi sẽ khiến con người được giải phóng ở trạng thái cao nhất. Xuất phát từ chính tinh thần đó, nhóm tư vấn đề xuất bộ sản phẩm du lịch, dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Dịch vụ ẩm thực, một sự hòa trộn giữa văn hóa ẩm thực Á Đông và phương Tây độc đáo. Các hoạt động tham quan, vui chơi như các hoạt động ven biển và các hoạt động mạo hiểm trong rừng. Các khu ở với các mô hình ở khác nhau được hình thành dựa trên việc khai thác điều kiện tự nhiên sẵn có. Càng vào trong, tính riêng tư của các khu vực càng trở nên rõ nét. Dự án đề xuất 3 khu vực quảng trường. Quảng trường giọt nguồn với điểm nhấn là một cây cổ thụ già, chính là tinh thần và cũng là lời tuyên ngôn của dự án về việc gìn giữ những tài nguyên quý giá của mẹ thiên nhiên. Quảng trường biển hát không chỉ là bãi tắm cộng đồng mà còn là nơi tổ chức các hoạt động bãi biển với các quầy bar, hoạt động nghệ thuật âm nhạc. Đây sẽ là điểm tạo hiệu ứng lan tỏa sự sôi động và náo nhiệt cho toàn khu. Quảng trường gọi nắng là nơi chất chiêu đón những vệt nắng trời, những tia nắng ban mai vào mỗi sớm để bắt đầu cho những điều mới mẻ, nghe được từng hơi thở và ước vọng của mẹ thiên nhiên. Đó là một món quà lớn dành tặng cho xã hội và sẽ trở thành một dấu ấn trong tương lai.